Chúc mừng tất cả các bác là trong những khách hàng may mắn nhất khi nhận được cái chương trình khuyến mãi miễn phí, rất nhiều quà tặng của Đồ Gỗ Thiên Phú nhân dịp là 11 năm ngày thành lập. Cơ sở nhà em tặng cho 68 bác nào nhanh tay nhất nhấn vào link đăng ký, cơ sở nhà em tặng hoàn toàn miễn phí một bộ combo cây trà trị giá 1,5 triệu, một bộ vòng phong thủy trị giá trị lên đến gần 2 triệu đồng, ngoài ra còn có voucher giảm giá trị giá 5 triệu, rất nhiều sản phẩm khác trên kênh. Các bác chỉ cần đăng ký vào link để nhận quà. Cột thì cơ sở nhà em làm cột liền các bạn, hàng đẹp không tì vết. Vâng, xin chào các bác, và ngày hôm nay em xin giới thiệu đến toàn thể đại gia đình nhà mình bộ sản phẩm Tân Thủy Hòa, hàng cơ sở nhà em làm theo đơn đặt hàng của anh Nam ở Bắc Giang các bác nhá. Và bộ sản phẩm này thì anh Nam đặt cơ sở nhà em là hàng siêu dày này, trương xé liền này, bán tay xé liền, ván dày là 2 phân, cua tranh dày 4, hàng chọn gỗ, chọn màu, chọn vân. Và tất cả cột liền, cổ chỉ thì làm 2 tầng, chân là chân ghén khớp, cực kỳ đẹp và đẳng cấp. Và bộ sản phẩm này đấy, các bác nhìn trên màn hình này em kê đây, rộng hai bên nó rơi vào tầm khoảng độ 2m9 cho đến 3m, và dài thủ bì nó rơi vào khoảng độ 2m6 bộ sản phẩm này các bác nhá. Đây, và cái kệ em đang ngồi đây nữa là cái kệ Louis hoa hồng đấy, mẫu hàng siêu dày. Và hiện tại cơ sở nhà em đang làm cao 81, dài 2m4 và sâu là 48 phân, rất là đẹp và đẳng cấp. Và bàn của bộ bàn ghế đây em làm là bàn thuận buồm xuôi gió, đôn kẹp em làm là đục kiểu ngư quần hội. Và bây giờ thì để đi sâu hơn chi tiết vào bộ sản phẩm này thì các bác hãy nhớ cho em một nút đăng ký kênh và một nút chia sẻ, và đặc biệt là cái phần giá thành của bộ sản phẩm siêu VIP như này, cơ sở nhà em đang bán với giá cực kỳ hợp lý. Bình thường thị trường người ta bán khoảng độ 50 triệu bộ sản phẩm này, nhưng mà cơ sở nhà em bán chỉ có 46 triệu hàng tiêu chuẩn cao, hàng đặt, hàng VIP này thôi. Còn các sản phẩm phổ thông thì cơ sở nhà em bán nó chỉ có tầm độ 33 cho đến 35 triệu thì tùy bộ sản phẩm, để cho các bác nắm được cái giá thành để biết được tài chính của mình đến đâu thì có thể sở hữu bộ sản phẩm này. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác đây. Đầu tiên em mời các bác đi sâu vào cái đoạn này. Cái đoạn dài này cơ sở nhà em làm cao là 1m17 phân, dài là 2m55 phân. Đấy, hàng phủ bì 2m55 phân, và sâu là rơi vào tầm 75 đến 80 phân các bác nhá, phủ bì, để các bác có thể tiện về kê vào nhà nhà mình nó phù hợp, không bị chật các bác nhá. Đây, ở chương trên này các bác nhìn này, cơ sở nhà em làm trần xì là xoáy liền các bác nhá. Đây, phần chương trên làm xoáy liền rất là đẹp. Xoáy liền chương trên đục là đục rơi, tượng trưng cho chữ phúc, tượng trưng cho hạnh phúc gia đình các bác nhá. Đây, phần cột là cơ sở nhà em làm cột là cột con nghê liền, đục chữ này cũng là chữ phúc các bác nhá, con nghê liền. Ở giữa thì cơ sở nhà em vách, cơ sở nhà em đục là tứ quý, cả đoạn cả ghế là thông cúc trúc mai, tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông. Ngoài ra thì còn 5 cái từ rất là ý nghĩa là phúc lộc thọ phú quý, là 5 cái từ rất là phong thủy, mang đến rất là nhiều may mắn cho tất cả những người là sở hữu cái bộ sản phẩm này. Và tiếp theo thì cái phần cột đây các bác nhé, em giới thiệu các bác đây, cái phần cột đây, cột này cơ sở nhà em làm cột liền các bạn, hàng đẹp không tì vết. Đây các bạn nhìn này, mộng mạng làm kít đẹp 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 luôn các bạn nhìn này. Cơ sở nhà em làm rất là đẹp đây, te. Đấy, tiếp em giới thiệu các cái bản te này. Đây, cái bản te này xoáy liền các bạn nhá, xoáy này liền không ghép. Bình thường hàng thị trường người ta sẽ ghép ở đây. Nhà em làm liền khối luôn các bạn nhá. Đây. Và đây cũng đục một cái gậy như ý này, rất là đẹp luôn này. Đấy, 2 cái bản tay trống này. Đấy, rất là đẹp, vân này, các bạn nhìn vân này. Đây, các bạn nhìn vân mặt đoạn này. Mặt đoạn này em làm là dày 2 phân. Dày 2 phân nguyên luôn 1 tấm. Và khua tranh dày 4, yếm dày 3. Hàng rất là đẹp, vén cong. Đây các bạn nhìn được vén cong này, cái dáng cong của yếm này rất là đẹp luôn nha các bạn nhá. Tiếp theo em giới thiệu đến mình cái bàn. Cái bàn này em làm là rộng 75 phân, dài 1m47. Và mặt bàn này em đục là đục thuận buồm xuôi gió các bạn nhá, rất là đẹp luôn. Thuận buồm xuôi gió tượng trưng cho làm ăn thuận lợi. Đấy, mọi thứ sức khỏe đều là thuận lợi hết các bạn nhá. Và hai bên làm 2 ngăn kéo để chè vào thuốc cho các bác nhé. Đây, và chân là chân cơ sở nhà em phanh khớp. Yếm em pha dày 3 phân, rất dày dặn đây. Đây, yếm em còn đục hoa lá tây này các bác nhìn này, rất đẹp luôn. Đấy, tiếp theo là một cái đôn, một cái đôn kẹp thôi, hay còn gọi là bàn kẹp. Cơ sở nhà em cũng được một bức tranh kiểu ngư quần hội đây các bác nhìn này, tượng trưng cho ra sự đầy đủ, sự sum vầy các bác nhé. Đây là cái tích kiểu ngư quần hội các bác nhé. Bức tranh thì dày 4 chạy xung quanh. Và cái đôn kẹp này cũng có cái ngăn kéo để chè vào thuốc nha các bác nhá, em làm để mộng. Đây, tiếp theo em giới thiệu các bác này, cái ghế đơn này đi. Đây, cái ghế đơn thì cũng là trương xoáy liền này, bách tựa lưng là cũng được
tứ quý, ở dưới là chữ phú và chữ quý ở hai ghế các bác nhá. Đây cái bản te này cũng là te liền, cột liền. Đấy, mặt ván này dày 2 phân. Dày 2 phân, khuôn tranh dày 4. Đấy, rất là đẹp, dạ yếm cong. Kích thước là cao 1m17, rộng là 1m1, sâu là 75 phân. Đấy các bác nhìn này, hai ghế đơn này đẹp như nhau. Đây và tiếp theo cuối cùng tôi giới thiệu các bác cái đôn ngồi. Cái đôn ngồi này kích thước đây các bác nhá. 42 x 42 là mặt, còn phủ bì nó rơi vào 50 x 50. Đây cuối cùng em giới thiệu các bác đây cái kệ tivi. Đấy em đi kèm cho với anh Nam. Đây các bác nhìn cái mặt kệ tivi đi, các bác thử thức vân đi. Đây vân của cái mặt kệ tivi thì các bác nhìn này, nó cực kỳ đẹp và quần quại. Bộ vân này mà sơn trên màu trần lên hết nước chấm luôn các bác nhá. Sơn màu trần lên cái mặt này thì hết nước chấm luôn. Và khuôn tranh này các bác nhìn này, em pha tận 5 phân. Đấy ván dày 1,5 phân. Đây và cánh cong, vén cong hai bên. Đây các bác nhìn này, cánh cơ sở như em làm khung cánh là dày là 4 phân. Đây các bác nhìn này, cái phần trong khung cánh này, tức là pha dày quá còn phải toán bớt đi thì mới nhét được vào đây các bác nhá. Đây và ngoài này đục sâu kinh bong, cái khung ván này dày tầm 3 phân. Cái ván dày 3 phân, cái khung tranh ván thì nó rơi vào là, cái khung ván này thì nó rơi vào là 4 phân. Cột hai bên cơ sở như em pha cột dày 7 phân, chân đục là chân xoé hoa hồng, rất là đẹp, hai bên hai chân xoé. Kích thước cái kệ này là dài 2m37, cao 81 và sâu là 48 phân các bác nhá. Đấy để các bác tha hồ về lựa chọn về bộ sản phẩm nhà mình. Và kệ tivi này thì cơ sở nhà em đang bán với giá công khai là 19.800 hàng dày, 19.800 hàng siêu dày. Còn hàng phổ thông em bán là 16.800 nha các bác nhá. Rất là đẹp. Và qua đây em xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi đến tận video đến tận bây giờ. Còn em cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau. Xin chào.